Alo, Bill ơi, Bill. Đẹp ơi, đẹp. Đây anh, à, lại đây đâu thằng này. Bill đâu rồi, Bill Cho ơi. anh màu đen, đẹp ơi. Đây, đây, đây này. Mày mày có Đây muốn này, có đen một bộ đây. quần áo mày có muốn có một cái móc khóa hình con vịt của mày không? Đây, 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 để tao. Mày thay Để bộ quần link áo nha. nào mà mày cảm thấy ưng ý nhất đi, tao sẽ làm mày một cái móc khóa. Đây, 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 thế để nha. Nhưng mà lưu gì, Mày lưu đi. Cho anh màu đen, đẹp ơi, đẹp ơi. Đâu nhỉ? Thầy ơi, đi. Em muốn có con với thầy. Ủa Quang ơi. Cộng 1 lên gứt, cộng 1 lên gứt. Quang đen này. Với. Dạ. Mày hôm trước mày có bị sốt với cả bị mệt không? Em không bị sốt, em chỉ bị họng mất giọng với lại cả ngạt mũi thôi. Thế à? Mẹ anh bị sốt mẹ rồi chứ chứng tỏ là mày tới sắp rồi đấy. Mày em vừa bị nó tới rồi á, nó phải mất một ngày hai ngày á. Ôi vừa nãy stream em cũng bị chóng mặt anh đâu ạ. Anh em phải đi cách ly thôi. Em bị chóng mặt à? Dạ vâng, nhức đầu cục. Anh Quang này không lấy màu đen à? Có, em có muốn đi cách ly với anh không? Dạ vâng, anh em mình mà bị bệnh phải đi cách ly chung thôi chứ. Là đi cách ly chung đúng không? Vâng. Trốn, trốn Việt Nam, trốn. Cái điều gì vậy? Trốn Việt Nam. Trốn Việt Nam, thank you bro. Hiếu ơi, cho em một sấn với. Gì? Hử? Đúng rồi mọi người ơi, let's go. À, vô vẻ đây. Anh xem mẹ ơi, mic đi con. Sàng nào. Go. Hello Khôi. How are you today? Người bạn cũng... Yeah. I'm so very good. Thành bạn bè rồi đéo anh em nữa. Em ấy bảo là go là go. Ui đi ngủ luôn. Trời ơi, khai xuân thế này là thầy ơi, thầy tắt live stream đi nhá thầy ơi. Tắt xì chim. Tắt xì chim đi thầy em, ơi. Em thấy thầy ngồi ghế vip. Ui. Tắt ba con vịt. Bộ đông nữa chứ. Thầy phải lấy cái máy điện thoại thì quay cơ. Anh Độ. Độ làm vịt sao nhỉ? Anh Độ nói gì? Chắc là giống anh Độ là số 2 ấm. Trời ơi, ăn đó là bồ rông. Heo là đúng, bồ rông hay sao anh ơi? Bồ ngông, bồ ngông. Tao đau họng quá. Đấy, 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 bắt cái tần số đấy, ngay. Bài, đấy. Tí là bị tra khảo, anh sẽ đau họng quá các em. Không Ui, chân em sưng to quá anh Khôi ơi. Rồi, tí 3 giờ sang nhà anh chữa cho Quang này. Ủa không được, không thể đi. À, đi thì vẫn đi được. Sừng to quá. Ui, ăn Khôi vào em. Không không, bị ấy thôi. Anh Piu vịt cái sao? Chân. Anh Piu nói gì? Má. Tao đéo nhớ được. Có mà tao nhớ là không phải một đi, một là đi giết người, hai đi bảo vệ nhau, đi chung với nhau đúng không? Ra đập núp. Đúng rồi. Ở đây đang sống đập. Mình số bao nhiêu? Số 11 này. À, đau họng quá. Hello bạn. Hello bạn. How you feel today? Good, good. How about you? Good, good, good. How about you? Where we go now? Follow me, follow me. 58. Okay, okay. 58. Everybody. 58, no see. Me and Missy Moi follow each other. You. We good now. Ai diệt tôi. Very good. Thằng này mẹ mày dở hơi vừa ra cái hát đéo ai giết tôi mày là vịt đúng không? Mày muốn tao đập đẻ đầu mày không? Mày vào đây. Thôi. Hiểu. Thằng Piu của vấn đề, mày hỏi xem nó là gì đi. Ủa hiểu mày là gì Piu? Tao... Đây để em chém cho. Em chém anh Piu ra đây. Mày ơi, tao làm cái... Tao làm gì mày chém tao? Là anh không trả lời ấy chứ. Tại sao nếu hỏi mày phải hỏi tao? Nhờ, mọi người tại sao mày tại sao mày đéo trả lời được mà mày lại quay hỏi tao? Chém đen chém. Con mẹ thế tại sao nếu hỏi mày mà lại phải hỏi tao? Thì bây giờ đang hỏi mày này thì mày phải trả lời xong rồi mọi người hỏi tao. Một này. Đúng. Tao là không phải là người giết người. Thế mày là gì? Tao không có chức năng để giết người. Thế thôi, có đi. Ám sát à, có ám sát à, có ám sát à? Có ám sát à? Ui, có ám sát đấy à?
giờ đi đâu? Mày... Where we go? Chờ một tí. Vậy mà thế thằng mày nghi thế nhỉ? Mày có full headshot không? Rồi từ từ chúng mày trông tao làm nha. Tao làm nhiệm vụ này cái đã nhá. Em vừa làm nhiệm vụ xong rồi lấy được đồng vàng, em legit. Thế cứ đi chung với gì hay sao? Bây giờ anh em lâu năm rồi, bây giờ chỉ có mấy anh em ở đây thôi, nhím ra cho khác cái. Ok anh ơi. Mày giết tao rồi. Qua đây, po qua đây, po qua đây. Mẹ mày, qua đây. Sao? Qua đây. Mày giết tao hay sao? Hai đứa giết mày kiểu đéo. Ừ, giết kiểu đéo thì mày bị dở hơi à? Mày nhìn tao cái, mày nhìn tao được không? Mày có thể nhìn tao. Nhìn được. Mày nói đi. Bây giờ nè, chờ tí mày. Nhưng mà nhìn tao nhìn tao đéo nghe được, nói to lên. Thì bây giờ mày đứng xa mày lộn sao nghe được. Ừ thì bây giờ mày nói đi, thì mày nói đi. Thì tao nói như mày kêu tao mèo, tao nghe được tao. Mẹ mày nói đi, tao nghe được rồi, nhưng mà hơi bé. Hơi bé đúng không? Ừ. Thì bây giờ nè, bây giờ có ba anh em thôi, nhím đéo nghe được đâu. Mày là gì? Ừ được, tao. Nhưng mà chờ thôi, thằng chờ một tí, không nghe được, mày nói đi. Mày muốn nói gì? Bây giờ mày là gì? Đó chia ba nha, đứa chết thì có một trong ba đứa thôi. Đúng. Mà là thế tại sao đéo phải mày chết mà phải là tao? Không, bởi vì đừng để anh em đang khai cho nhau nè. Mẹ tin tưởng này, mẹ thằng này nó ngu thật hay là mẹ nó ngu thật đấy à? Hiểu tao không biết, tao không biết tao đéo giết được người. Thì mày... tao hiểu mẹ, tao biết. Ok, tao biết mày đéo giết được người, nhưng mà tại mày cái gì? Mày đừng bỏ tao cái. Mày đứng gần, mày cứ đứng gần gần tao. Thằng tao bỏ mày, mày là thằng đứng xa tao. Tao bảo thằng nhím đi, có mẹ tao bảo thằng nhím, tao bảo mày đéo đâu, thằng nhím đi đâu khác được. Đi 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 mẹ, bây giờ mày chết đi, không lẽ ai mà tao đâu. Nhím mày, mày nhìn tao đấy, mày nhìn tao. Mày ba người ở đây đi, để em đi giết người loại trừ dần. Công sức, được, không mẹ mày đi, thằng hàng lột đấy. Không được, nhím mày không được. Ừ mày đi theo tao đi. Tao mày nó có vấn đề lắm rồi. Ôi, từ, căng thẳng này, từ nha. Chắc chắn đéo phải bốn anh em mình, vừa từ trên xuống đúng không? Anh em đang gít và cứt. Đúng rồi ạ. Ờ. Em khám cái xác. Mày là gì mà khám? Đây được khoảng tầm 2 phút, máu vẫn còn đang chảy. Em là gì nhím? Em là gì nè? Bây giờ đi đâu hay như nào? Đó. Bây giờ đi đâu? Anh em đang tìm. Anh em khám sát mà. Nhau hiểu không? Đang tìm cách để brotherhood. Từ, đây có con này này. Con này mày là gì? Ok, mẹ chưa kịp check nó ạ. Wow. Lâu thế nhỉ? Thấy 4 người chết mà không cha ai nói gì hết. Bọn em đang xác ở phòng dưới. Ok, chuyện dài lắm mày. Bây giờ chuyện dài, nhưng mà bây giờ trước mặt nha, mình có thể loại 4 người nào từ lấy giờ. Đứng im, đéo làm gì cả. Là anh, Popo, Missimoy và... Em, bởi gì? Nhím. Đấy giờ mời có hình Hana không? Không, bởi gì? À, người này nó đi lẻ, xong. Đây, sẽ thích quét the mini. Có Hana đây, Hana nó giết cô béo, hỏi nó nhiều. Hana giết cô béo. Tại okay vì có luôn. Xác cho nên là em không có lộ râu với mọi người được. Nhưng mà em là một cái chức năng quan trọng. Tí nó qua anh đổ với cái béo, anh xin me qua hai xương đi em. Good. Mọi người biết. Mọi người biết thù nào nói cái xác phía dưới nữa. Liên quan tới là boy của đứa nào chứ. Đấy là boy đứa nào. Anh đổ bảo anh Hiếu là boy đứa nào ấy. Đấy là boy đứa nào ấy. Đấy là boy đứa nào ấy. Em nghe mà. Đấy là boy đứa nào vậy? Em nghe mà Ấn Độ, em nghe anh bảo anh kêu ngu thật hay ngu giả em nghe là đứa nào vậy? Đéo biết đây là đứa nào? Hana Koichi, Popo ơi, hot lắm. Ủa nhưng mà mọi người biết thủ phạm thực sự sau khi gây án sẽ làm gì không ạ? Chỉ là một cái à? Ủa em đi lẻ giờ này làm gì Hana? Bây giờ đảm bảo em không bị mọi người vót chết. Em là Tinh Linh, em nghe được câu nói chuyện của anh Đỗ với anh Hiếu. Bây giờ mọi người không tin em thì mọi người vót đi. Vót nó đi. Em nghe được mà. Một đứa nào, từ từ đó. Một đứa nào chứ? Hả? Trời ơi, vốn tới đây, nó giết bộ béo đó. Ok. Wow. Ê, anh ra đen từ. Ủa nhưng mà tại sao mày đéo nói là sao mà... sao mày biết nó giết? Ừ. Ừ. Em đây. Anh là gì đây? Tao tao là người sắp bị mày giết. Không, anh đùa em mà, em giết anh làm gì? Không, tao là người sắp bị mày giết, tao biết thừa. Chỉ biết ngậm mồm lại thôi. Ui, tí nữa thì thằng Dép giết tao sợ vãi cả cứt. Rồi, bây giờ mày là gì, nói đi. Trời ơi, có ám sát rồi, nó làm sao được anh. Thế thằng Hòa Mèo là gì? Mày đi đâu mà cường đẹp thế? Ám sát sao em? Ê, đi đôi này, chiếc đôi mà. Từ. Ê, câu chuyện còn hai cái xác phía dưới nữa đây, xác của anh Khôi với lại xác của Bông Mai kế bên nhau, nhưng mà gần nhất thì có Dép với lại thầy Onip đi lẻ. Lại thầy Onip đẹp xin chi cái chữ cãi.
em đứng ở cái phòng đấy em hoài mèo với anh ra đen đi đôi với nhau nữa. Chị bị lái rồi. Gần sát nhất. Uầy, Huy ơi, Ali ơi, đi cùng tao, tao có nhiều thông tin lắm. Đi với tao, hai đứa mày thôi, Huy Huế, Huy Huế nữa, Huy Huế, em tên Huy Huế. Mày là gì? Chúng mày đi theo bọn tao ăn cướp à? Không, em cần phải đứng. Bà cứ bảo là đi lại. Đây. Như nào anh? Đi. Mày là gì đây, Ali? Em. Từ, con Hana kìa. Em số 12, em là Khổng Ba Gang. Em Rồi, nói thấy hiểu, Huy Huế là em tên lực nè. Em có chức năng quan trọng anh chứng minh được. Còn Huy Huế em thấy chậm. Thấy đâu? Đầu tiên là phải vote con Hana trước, chắc chắn rồi. Tại vì thằng Huy Huế là thám tử thì nó check ra mặt đỏ rồi này. Còn lại thì tao đéo biết. Đây, ê anh ơi, thầy Odip là vịt, thầy Odip vừa giết ai đó. Màu chi à, như giết nhím. Ôi, bà cô ơi, tôi đi ở bên phòng sách qua. Thầy Odip nữa. Mình có một thông tin quan trọng. Hả? Rất quan trọng. Có hai cái xác người ở một cái đường thẳng, ở một cái đường đi thẳng thẳng. Trong khi đó lúc ấy là đi ra là thấy thầy Odip. Nhưng mà không phải thầy Odip, không phải đi từ hướng đấy về. Nhưng mà ở gần khu vực đấy. Thì em đi ở phòng sách đi qua thì thầy đi qua cái đoạn chuông mà thầy xác kia ở thầy cái đường sao? Cái đường thẳng đấy là cắt vuông góc với cái đường mà thầy Odip đi vào. Thôi bây giờ thế này nhá, anh em chốt này. Phải vote con Hana trước ra, xong rồi tí nữa rung chuông vote thầy Odip với cả thằng Dep. Không thì bây giờ thua đấy. Không phải, em tin Linh thì sao đầu đỏ được anh. Mày hỏi thằng Huy Huế xem, anh Huy Huế phách thề luôn ý. Bắt gì nữa. Anh Huy check ai ra đỏ lòm này. Anh Huy check em ấy. Em tin Linh sao mà em dịch được. Mày phải giết em mới chết được chứ. Anh xạo. Thầy đó, thầy đứng gần cái ui mẹ cuộc đời đen vãi cả lìn thề, vừa chê nhà thầy đéo hợp phong thủy trong kiểu đéo thầy cũng giết mình. Chết độ. Tao nhặt đồ mà mới xuất hiện được ấy. À cái đéo gì đi nhặt đồ đi đã, tí giải thích sau. Thầy uống nít cháy đi đâu nhỉ? Đếp với thầy nguy hiểm lắm mọi người ơi. Khổ quá. Khổ quá đấy, anh nhặt rồi. Nhập một cái thôi. Thầy nhiệt tình. Ấu về. Oh shit. Thế à? Dạ thầy. Thằng nào rung chuông đây? Ai vừa chết nhỉ? Rồi nha, tao là tinh linh, tao vừa soi thấy thằng Dep giết thằng Popo xong. Hả? Ê. Anh chạy anh tinh linh kiểu gì? Ồ kìa, em buồn cười thật, anh đứng ở góc, con Hana nó còn trông, con Ali còn trông cho anh. Đâu? Anh đứng ở góc. Đúng. Em chém ở đâu này? Mẹ chém ở chỗ đéo nào nhỉ? Chỗ tả thì đéo nào nhỉ? Trên phía trên, anh ơi, đánh nhặt. Ôi giời ơi, đếm anh kêu là anh tinh linh. Anh này có vấn đề, sao chứ? Thôi nhờ, bốn anh em đi với nhau rồi, còn mỗi nó. Thôi, mọi người ơi, đừng để anh độ dắt mũi. Không phải em. Em đang đi bốn thật. Quá nhiều thông tin về mày rồi, đéo ạ. Thế thầy là gì hả thầy? Thầy ra rôn đi. Mày hỏi cô đấy, tao biết mày là bên phe nào rồi. Nó bắn ngã đổ. Đúng nhất. Từ từ nha, còn một đấy. Đúng, em biết đấy. Biết rồi.
đéo ai chịu dùng chuông. Ai đây? Đi với nhau còn không đi được. Theo như những sự phân tích của em, cái pha hồi nãy thầy hình như là giết nhím, sau đó thầy đi ra, em đi ra em thấy thầy đứng gần sát nhất nhưng thầy không báo. Em ơi, bây giờ ra rôn một vòng đi để lấy thông tin nữa nào. Anh Thám Tử số 11. Em số 12, cổng ba gang. Chuẩn. Em Canada 8. Canada chưa chết thật, thầy là gì? Em là Canada. Ủa thế thôi, giết thầy thôi. Canada giết thầy thôi. Bỏ đi anh. Hả? Từ từ đã. Mà vote đi anh. Sao giờ này lòi Dada chả? Từ đã. Không anh ạ, em không tin thầy. Thằng Hoàng Mèo, cái quan trọng là bây giờ nha Hoàng Mèo nha, nếu như mà mày để bọn tao vote nó ấy, là nó mà là Dada thật mà mày là cái gì đấy. Đúng. Là thua đấy. Thì em là Canada. Canada chưa chết nhưng cũng đúng, Canada chưa chết thật, thì vote thầy đi. Em chuẩn rồi. Đâu? Đúng. Có thầy thôi. Có mỗi thầy à? Nãy mà có gì, nãy mình có gì lóe lên, mỗi thầy không thấy nói gì thôi. Đúng. Đúng hết cả. Thầy biết đúng. Người nổi tiếng chết thầy chưa? Chết rồi em. Chết đéo đâu, tao là người nổi tiếng thì. Xin em nhá. Bây giờ hơi. Ôi trời ơi. Này mượt thế à? Đi thầy. Đồ ơi, đường bạn mày nó giả ngu sao mà nó giết tao rồi ạ? Mà. Anh nó trời ơi, mạnh báo. Nó giả ngu đéo đắm cái giết trước mặt như vậy rồi thầy. Thằng ấy tao hỏi câu tao biết thừa nó là vịt mẹ rồi. Đúng. Áo sao mày chết nhiều vậy? Sao mày chết nhiều vậy? Tao chết được rồi, thật mà. Gọi là nhô kia, tay ta đang steam, ta đéo ấn vào nút cách được. Cô mẹ mày thề, tay ta phải để trên bàn vịt, bố bị chém tay rồi con ạ. À, hóa ra cả vịt. Thế bồ nông mút. Thế Khôi hồi nãy với bông bay là sao đấy? Tao đang bế con thì con Ali ra chém luôn. Khai Xuân làm ngay bồ nông. Hana nhận. Còn Hana nó cũng là Nhật Bản đấy. Nó canh sát anh xong em ra report rồi chém em mà. À bảo sao thấy hãy sát cái bờ. Con này đầu tiên còn nguy hiểm quá anh ạ. À, con này. Nào, sẵn sàng mọi người ơi. Dạ mọi người ơi, dạ mọi người ơi. Sẵn sàng cái anh KOC Hải Phòng ơi. Dạ mọi người ơi. Mày chết với tao, Anna. Mày chết với tao. Ta đi chung bà cứ bảo đi riêng ạ. Ừ, sao buồn cười nhỉ? Gần sát nhất mà, gần sát nhất mà. Em đứng ngay chị luôn đi, chị không nhìn thấy. Trời ơi, số 5. Phòng giặt đồ. Mẹ đầu năm số 1 luôn ạ. Nhà truyền giáo ăn cứt à. Cảnh sát trưởng đang thích. Đây rồi. Ừ, cảnh sát trưởng. Số 1 cảnh sát trưởng. Ồ, số 1 cảnh sát trưởng. The fuck. Vậy ta. Số 1 cảnh sát trưởng. Bây giờ là theo tao hay là không theo tao đây? Cả cái game này, cả cái lobby này. Mày là chim bưng à? À. Tao là có quyền sinh quyền sát. Thế là mày là chim bưng rồi. Người phán xét, người quyết định. Uầy, thế là lộ luôn cảnh sát trưởng rồi. Cảnh sát trưởng. Ừ, lộ luôn rồi. Lộ luôn rồi. Thì lộ cái gì? À, ám sát bắn tung bình. Ê, hình như đéo có ám sát đâu sao, gián điệp rồi. Đéo có ám sát đâu. Không có ám sát ở đây, dễ chơi. Không có. Chim bưng, thành thần. Bây giờ tất cả là bảo vệ tao. Là sẽ giành chiến thắng. Bảo vệ để mày đi bắn chăn à? Tao là người sẽ cầm cân nảy mực. Cầm gì? Tao giết được người nhưng mà tao chỉ giết kẻ xấu thôi. Phải lều. Cô ấy phải giết nó trước cái thằng này ngáo lắm rồi chúng mày ơi. Tại sao vậy? What the fuck? Thì bây giờ tao không phải được chơi chứ tao. Role của tao thì tao phải làm chứ. Cầm cân này mực. Ê, nhiều khả năng là dân phòng ấy, tại đéo thằng nào ngẫu nhiên là dân. À đéo thằng nào chọn dân phòng cả. Oh yeah. Ủa. Mèo.
Đây là này, như cái gì? Anh uy tín đó. Uầy, đi tìm thằng Popo cái, tao biết nó là gì. Nó là cái gì? Hiểu ạ, tao biết nó là gì luôn, hiểu ạ. Nó là con. Đi. Cái đấy thì tao đâu mới, ê mày rủ nó qua đây xong rồi mày thử. Có mẹ. Đây, đéo gì. Ok à? Ơ, tao vừa nghe giọng nó đâu nhỉ? À đây rồi, mày quá. Vừa nghe giọng nó đâu nhỉ? Dưới anh ơi. To to luôn. Mày chửi đây làm đéo gì? Ok. Dạ, anh em đang ở bàn việc được rồi thế. Em thấy Hoàng Mèo trên đường đi nhặt Coca Cola. Em nghi vấn nhưng mà đúng lúc đấy là trong lúc Canada. Mọi người ơi, em có thông tin. Hồi nãy em spawn ở dưới xong em thấy anh Bo đang ở kho, xong em chạy lên thì có nhiệm vụ đóng cửa thì chỉ có anh Bo đứng đó thôi. Ô hay là Bo mày. Anh pha. Không, tao làm cái nhiệm vụ đập cục xong rồi tao lên làm nhiệm vụ là. Tao đi thôi, mày đừng nói, tao vào câu chuyện của mày. Từ. Có ai là Canada không? Không phải Canada. Nếu không phải Canada. Không phải Canada. Rồi, lúc nãy đứng cạnh anh Popo thì nghe Hoàng Mèo nói chuyện với Quang Đen ở góc phòng học. Đúng. Là đúng. Em Đen bên em. Lúc mà bọn em đi 5 người thì em đang nhặt đi mì ở cái đó. Không, đúng. Cái này là lúc đấy là hai thằng đang nói chuyện với nhau tại vì tao nhìn xong rồi. Tao bảo dễ nhá. Hỏi nhanh trả lời nhanh nhỉ. Có một người chết thôi. Thằng Quang đó là gì? Ra luôn. Ta đẹp bên em này, một vote rồi. Đúng rồi, vote luôn. Anh em hợp lý. Vote luôn. Không nhận vote luôn. Không nhận vote luôn. Thôi vote đi. Không nhận vote luôn. Làng nát rồi cái chứ. À, thằng Hiếu là chim mừng, nó đéo vốt. À, tao đang nghe bài mới. Nghe con. Tao đang nghe Missimoy AI sắp biểu diễn. Ngậm mồm, mày là chim mừng. Này, đây, về đây tao bảo, về đây tao bảo. Về tao bảo. Giết tao rồi. Thôi đi. Ố là phải mày bị điên ở đâu như này. Đâu. Có vẻ đâu như này. Mày pháp y á, mày số bao nhiêu đấy? Sao anh hỏi em số thế? Bảy ơi, mày là gì đấy Bảy? 10 em á? Em là ngỗng. Mày là ngỗng thường á? Ừ. Số bao nhiêu mà ra ngỗng thường? Nghe là khó tin đấy. Số 12 mày còn thấy zone gì? Ô đi thì anh ăn ở cái đấy, rồi đi. Tình nhân này. Em nó cái tranh đây cả. Bình mờ. Tình nhân bình mờ. Meo. Đi thầy ơi. Em nhớ có hai cái. Cho ăn mì rồi thêm đi. Em có. Rồi xong. Piu ơi, tao có thể nói chuyện riêng với mày một tí được không? Các bạn đi chung với em. Cả câu chuyện này có nghiêm trọng không? Nghiêm trọng vãi lìn luôn, đi theo bạn. Có cần người chứng kiến không? Đấy, để ép chứng kiến đấy Piu, Đây, về đây. Mày số 2 đúng không? Thầy đi theo thầy uy tín không? Mày số 2 đúng không? Tao cảnh sát trưởng. Con mẹ mày, sao mày ngu? Mày bị điên à? Mẹ tao mới là cảnh sát trưởng, mẹ mày bị điên à? Con mẹ mày bị làm sao thế? Mày làm sao đây? Thế mày là gì? Mày là gì? Tại sao mày phải giết tao? Tao đã làm gì? Mẹ tao là cảnh sát trưởng, mày nhận rốt của tao. Mẹ thì tao chả giết mày. Mẹ, nhưng mà tao đã làm gì mày? Trời ơi. Tao đã làm gì mày? Thế mày là cái gì? Tao là cái gì? Tao đã bảo mẹ, tại sao mày phải giết tao? Tại sao mày nhận rốt của tao? Biết lột nó đứng rốt của mày. Con mẹ mày. Một câu chuyện thật là lâm ly bi đát. Tôi với thầy đi theo và chứng kiến anh Piu với cả anh Độ. Anh Độ hỏi anh Piu,
Mày là số 2 à? Anh Bill bảo, tao là cảnh sát trưởng. Tiếng xoẹt vang lên, hai người cùng lăn ra chết. Ủa, đếp mới đúng đây sao chết rồi? Chết nữa. Thằng đếp mới đúng đây, cách đây mới đúng một giây luôn á, sao chết rồi? Không biết nha, không biết nha. Ê, vừa chết đúng đây, vừa chết cách đây khoảng mấy giây thôi. Từ từ, em có thông tin, lần cuối cùng anh Mishimoy đi chung đó là thầy ông Nhiếp. Ông, tao với thầy đứng cạnh. Cái... Câu chuyện hỏi nhau là cái gì đúng không? Thế khéo anh Moi với anh Bill. Thế thì có thể mà. Là triple kill. Triple kill thì bắn sát anh. Đúng rồi, anh đến sau thế thế. Em biết ai là Canada, em biết ai là Canada. Anh Khôi phải trẻ con đâu, cái này là không là phải đánh phù đâu. Cái này là report sát để phù đâu để mọi người lấy lòng tin. Yeah, đúng mà. Đúng. Thầy bảo thầy là qua được em. Thầy là pháp y mà thầy không khám được sát nữa kìa. Thầy pháp y nhưng mà nhím. Thầy pháp y số mấy thầy? Số 10 em ơi, hỏi chấm em ơi. Mày là cái gì hả? Mày là cái gì? Số bao nhiêu? Em số 11 hỏi chấm ơi. Tao hỏi cô mà. Còn số 11 hỏi chấm ơi. Người bò bà, đá đá nha mày. Thằng bố béo có vấn đề rồi. Thằng Khoa nó bị dụ anh ơi, nó bị sao ấy. Thầy có vấn đề chắc. Mẹ húc ai đéo húc húc mà đúng đang dở hơi thề mẹ cay thế nhỉ. Thế mày là gì mày nói đi xem nào. Ở đâu mẹ rồi? Bill ơi. Xanh Bill là cảnh sát trường nhỉ? Đéo hiểu mẹ, có nhận thì tao lại chả băm nó. Em là Dada mà. Anh ấy là gì nhỉ? Hay nó chim ưng nhỉ? Đéo phải. Thế nó chỉ có dân phòng thôi. Mọi người cho mình hỏi là con kẻ giết người hàng loạt có phải là nó có một cái định hướng đi theo một người để giết đúng không? Bởi vì cái đoạn chết của anh Pew với cả anh Độ ấy là trong một cái đoạn đường hầm rất kín. Nhưng mà sau khi hai người nằm xuống chết thì thấy Quang Kẹo bước vào cái đường hầm đấy một cách rất là vô lý. Đường hầm đấy không có bất kỳ nhiệm vụ nào trong đấy. Lý do vì sao Quang Kẹo đi vào đấy? Thế thì khả năng cao là Quang Kẹo rồi. Là Kền Kền. Kền Kền à? Ừ. Một là Kền Kền, hai là kẻ giết người hàng loạt. Ê anh Quang ra đâu đêm có đâm. Em biết được anh nói. Em là người nổi tiếng. Người nổi tiếng chứ chết. Tiếng con tao số 2 người nổi tiếng. Kinh con gì? Ôi, tao này nhưng mà em thấy nhím đi lẻ nhá. Nhím đi đéo. Đít nha. Ôi rồi em. Nhím sẽ đéo ấy. Rồi bỏ luôn lỡ mất xác. Phố này, phố này. Quá đúng không? Thấy hai xác đấy ngon múp dục vậy không bú được chắc nào. Rồi ăn thôi lấy ghét ra. Thế mà sao mày kền kền à? Em mà chết là anh phải mọi người. Được rồi chứ không mất sáng. Thôi hôm nay lấy ghét. Thế thì không hỏi còn câu chuyện của mình rồi đó Huy Huế ơi. Tại sao đếp chết? Hả? Không biết. Tại sao đếp chết? Mày làm đéo hiểu, tao thề luôn, tao đéo hiểu tại sao một cái role đéo liên quan đến ai thôi mà mày còn phải xiên tao luôn. Tao lại đéo liên quan đến ai? Mẹ mày, tao là cảnh sát trưởng, mày nhận role của tao thì tao chả băm mày. Thì mày gọi tao ra làm đéo gì? Tao đang đi chung với mọi người mà. Thì tao đang hỏi mày là gì, anh em còn hợp tác điều tra. Mẹ, thế mày là gì? Tao đang đi chung với mọi người, tao sao tao giết được mọi người đi? Đéo phải, câu hỏi là mày là gì? Fuck you. Mày là gì? Tao là người báo thù thì làm sao tao... Thế sao mày đéo nhận mày là người báo thù, mày nhận là cảnh sát trưởng ăn cà? Biết mày là cái đéo gì thế? Tao nhận là tao là người báo thù, mày cũng là người báo thù thì mày lại dí tao? Trời tao ơi... Tao là đéo. Con mẹ nói chuyện mày cay vai lắm thế. Thế nhưng tao đang đi cùng với mọi người, làm sao tao giết người được? Mày con mần xe. Tao đâu muốn gọi mày ra để hỏi mày xem mày phải số 2, mày phải là dân phòng không? Trong cái lúc tốt đèn em thấy hình như là chị Ali hay là Bo chém ấy. Chém anh Bảy. Đưa một trong anh. Thôi không phải tôi, không phải tôi. Chém anh. Ông Bảy kéo chị Ali rồi. Không phải tôi. Thấy cái gì đâu. Anh ơi, mọi người ơi, thằng Bo đấy. Đúng rồi.
chả thấy cái gì mà tự nhiên nó ôi ạ, nó phải là report chứ. Ali với Hana đi sau lưng mình thôi. Trời ơi, khổ quá. Ông cái đéo gì đâu nhỉ? Ông là gì? Ôi nó đang tắt đèn nè, tôi ôi lên. Ông là gì? Là gì? Không phải là tôi thấy. Tôi số 12 cháy điện mò. Có vừa có người nhận số 12 mà. Tôi tới. Ai nhận số 12? Em số 15 còn thấy kẹt điện mò. Em số 15 còn đồng. Rồi sao? 16 nhấp phòng rồi. Từ từ để em nói. Anh Huy chắc chắn là phát. Anh Huy chắc chắn là phát. Trời ơi, số 15 đánh đúng, số 16 trong phòng. Rồi, thì đúng rồi, đúng rồi. Anh Huy chắc chắn là phát luôn. Em số 12 kẻ trên mò, có ai nhận là kẻ trên mò không? Nó ôi nhanh lắm, anh Mỹ vừa nằm xuống phát nó ôi luôn. Nhưng mà ai nhận kẻ trên mò không? Này mẹ chờ tin con. Ê, em là thầy đồng, em còn biết ba rô còn lại cơ. Thôi kẹo rồi. Thế còn Hana Vali là cũng nghi lắm nhé. Nghiếm ra ra. Em thám tử số 7. Ra ra, what the fuck? Bằng em là đi riêng với thằng Bô hoài luôn á. Không, tại vì anh cứ kêu là tin anh đi xong. Ôi, rồi em cứ đem đi chung coi thôi. Hành vi của ông đã đi. Ông Hoàng Đen ơi, em xin lỗi mẹ anh Bô. Tao vừa tao hoàng mèo xong chưa kịp làm gì, mày đã giết nó rồi. Ê, báo thật. Khó quá, con bịch này nó phế quá rồi. Khám phồ ghê vậy, cúp điện cái chết luôn. Ủa bộ 5, bộ 6 ông ta, bộ Chim Bưng. Thằng Hiếu ở Chim Bưng hay sao mà. Anh cảnh sát trưởng anh đó. Ừ. Thế sao anh chết luôn. Con mẹ thì tao lại kể mày một câu chuyện về mẹ một thằng. Tao với nó đừng nói chuyện, hỏi nó là gì nó mà tao cảnh sát trưởng thì tao chả ban mẹ nó luôn. À, ủa. Mà nếu anh nhớ Chim Bưng thì anh phải sống chứ. Tao chém thằng Piu mà. À, vâng. Nó là kẻ, nó là. Bớ người ta, em thấy anh Khôi với anh Khôi với anh Huy Huế đi từ bên thằng cho hàng bên trái đi lên. Mà ở dưới là có cái xác của thầy U Niếp. Thế thì là ai đi lẻ rồi anh Hiếu hả? Bông Mai ơi. Trước khi ông cửa đây, thì có anh Bông Mai với anh Nhiễm ở trong đó nữa. Không phải con Hana không có nha, không có nha, em teleport em bay ra chỗ khác rồi nha. Anh Bông Mai là gì em? Em cũng thấy, em tới cái xác rồi. Thì đơn giản nha, không phải là anh hay Ali đến trước cái đấy nha. Mày bảo là thầy Unip đi với con Hana mà bây giờ thầy Unip chết thì con Hana thôi chứ. Ôi, nhưng mà cái vấn đề là lúc em đến thì em thấy là Hana nó đang chạy tới chứ không phải là chạy. Anh hiểu không? Ali là gì? Có người nó lại qua lại con lại biết là em với anh nó chết thấy cái đang bị nhốt ở phía trên, được chưa? Từ từ nhé. Lúc này anh Khôi nói với em trước khoảng 1 giây cơ là Hana chết một nít này xong rồi Hana report. Thì thằng Bông Mai mày có nhớ. Mày có nhớ thằng Bông Mai nó bảo là Hana đi với thầy Unip xong bây giờ mình thấy một con Hana nó chạy một mình với thầy đâu, đúng không? Nhưng mà anh nói trước khi mình report cơ. Anh Nhiễm mất chạy từ trên xuống. Tao nghi thì tao báo. Em Bông Mai đi vô trong hang trước xong nha. Anh Nhiễm đi vô khỏi luôn anh Nhiễm đi. Anh đi teleport, anh bay teleport Bông Mai gì? Nhiễm luôn gì? Legit trong thùng. Legit đã. Legit. Anh Hiếu toàn chui thùng. Anh Hiếu đi chung với em mà. Thế còn mỗi chị Ali thôi. Rồi anh không đi chung với em ngoài nha, em đang xí anh nha. Mà anh chung anh trốn rồi. Thầy Canada nào? Trời ơi mình chết rồi. Anh sợ vào đấy, không dám bước ra luôn. Em là Canada. Ê, anh ấy xác chết mà bây giờ không có em đó, anh cũng không tin em đó anh Hiếu. Nice. À sao? Ủa anh Bill anh là gì vậy anh Bill? Tao là nhà bảo thù, cháu hiểu sao. Trời ơi anh Bill. Mày thấy câu chuyện đây không? Nó là kẻ báo thù đi nhưng nó đéo nhận nó là kẻ báo thù đi, nó đi nhận là cảnh sát trưởng trong khi tao đang đứng ở đấy thì tao lại chả băm nó. Ủa kìa. Sao mày không bảo là mày là cảnh sát trưởng đi? Mày hỏi là bạn thôi. Mày chỉ hỏi một câu đơn giản, ơi bạn là cảnh sát trưởng nè. Mày có thật sự là cảnh sát trưởng không? Ủa, ví dụ như mày mà là vì tao nói câu đấy xong mày quay em mày băm tao đổi mạng thì sao? Thằng Khôi đang đứng ở đấy mà. Thằng mấy thằng cũng đứng ở đấy mà. Không được. Mẹ người Hải Phòng manh động lắm, tao cũng phải mẹ mày thủ luôn chứ. Anh giết vội quá. Không biết đi mẹ mày 2-3 thằng đứng đây. Mẹ mày làm cái gì? Không phải vội nhưng mà từ pre-game mà cũng anh Bill nghi thật. Em là cảnh sát trưởng em cũng băm.
Bây giờ quay lại câu chuyện là tại sao mày đéo nhận mày là kẻ báo thù đi, mày đi nhận là cảnh sát trưởng. Đúng rồi. Thì bao nhiêu thì cái role đấy của tao có làm được gì đâu, kẻ báo thù tao có làm được gì đâu, mày hiểu không? Anh gặp cảnh sát trưởng thế phải báo thật đi. Nhưng cái sự tại không quan trọng của cái kẻ báo thù nó vô dụng mà. Ôi, em báo thù đi, cảnh sát trưởng cầm bồ hơi bị mạnh luôn. Hai ông rất đau. Thì anh qua búng anh đập vừa lấy ra chạy lên địch fake. Ông phát rồi. Tao giết mày trên đúng không? Đúng rồi. Em đang fake Dada mà. Đang fake làm nhiệm vụ. À mẹ gặp mày phát. Hay đấy. Rồi giống dịch quên lắm này, không cho ăn kịp rồi. Ủa, mà ai con vịt cuối vậy anh? Nhím. Và ai lều? Trời ơi, giờ khó nha, hình như còn mỗi dịch hay sao ấy. Còn chi bưng hay sao mà? Đâu, chi bưng là anh Hiếu mà. Đéo phải. Thằng Hiếu nó chui tủ được, chi bưng có chui tủ được đéo đâu. Thế chắc bồ câu. Chi bưng à, chi bưng em nghĩ giống anh Khôi lắm. Thôi để vô xem mọi người nói chuyện. Quất đại vậy sao? Giờ đi làm nhiệm vụ này. Đi. Tao chết là Ali thiết, cứ đi tao. Tao đi, tao đi kèm 1-1 cho. Ai là người nổi tiếng? Anh Khôi à? Ừ, tao số 2, đang đu người nổi tiếng. Ú ma, thằng này làm vịt mà mẹ nó làm nhiệm vụ thật vậy. Tao đang nhím đấy. Im đâu, Dada. Em vừa bắn nụ này Dada. Dada kìa. Mày lên nè. Ngon. Dada. Sao nó là Dada được? Dada thì không phải Dada đâu. Có người khác nhận Dada nữa nè. Không phải Dada. Cái mày là gì? Ai nhận Dada? Ai nhận Dada? Có người nhận rồi. Đừng bảo là Ali, nếu Ali thì là treo Ali luôn đấy. Treo cái gì em? Ủa? Sao lại treo em? Alo. Có ai nghe được kìa không? Alo. Alo. Nhưng mà khoan. Cái xác của thầy Onip nằm mà đó. Anh Huy với anh, cả anh Khôi chạy lên là chạy chạy ngang cái xác đó mà anh có, Khôi với anh Huy thông báo. Này, Hana có mùi sao sao. Anh không thấy. Ở đây nhá là anh không thấy. Sau khi anh Khôi cả anh Huy anh đang mở mắt. Đâu? Còn em nhìn rộng hơn. Không, không phải Huy được. Còn anh Khôi thì không biết nha. Tao với thằng Huy tao đã mục tiêu lâu rồi nhá. Ừ nhưng mà sao anh Khôi còn anh đón trước được thầy chứ nhỉ? Là Hana đi với thầy, xong tao với mày cùng thấy Hana nó chạy ra, không thấy em thầy đâu nhiều thế, tao chả bảo là thầy chết, mời. Đúng không? Em tự em mới đi xuống check xác coi anh nhím với cả anh. Đây nha, ví dụ là nó thấy anh đi tới xong rồi nó lui ra report xác anh. Đúng rồi, nó lui ra report tao nghi cho Hana đấy. Bây giờ nha, ví dụ tao với mày đi chung. Tao mày đi chung mọi người đều biết, xong tự dưng thấy mỗi tao đéo thấy mày thì tao chẳng nghi là mày là tao giết mày đúng không? Nhiều đơn giản thôi. Ờ trời ơi, phải đi nút một cái ăn kia phải đi. Vậy mà đấy, nó lại đi lẻ kìa, con Hana lại đi lẻ. Đây đây, đi nhặt chung. Cần nước. Nhặt rồi. Thấy có xúc xích này. Thấy có xúc xích bên này nữa là xong. Em có xúc xích. Này, anh bảo này. Âm ti còn thằng nào không nhỉ? Alo, alo. Ê, hay có khi anh hiểu nhỉ? Không ai chết nhỉ? Anh Hiếu là anh Hiếu phải ra mà giết người chứ. Này, chui thùng là có những cái gì chui thùng nhỉ? Chui thùng có chim bồ câu nhỉ? Chim bồ câu với cả kỹ sư. Nhưng mà có kỹ sư rồi mà, anh Hiếu là kỹ sư á. Anh Hiếu là kỹ sư bồ câu ấy. Kỹ sư, có kỹ sư, chưa ai nhận kỹ sư hết. Em là Tinh Linh. Ốt nhím này. Bông mai đi lẻ. Đừng, nó là Dada. Ủa thế thì Ali là gì? Ali fake. Trời ơi, em fake cái gì em Dada mà. Bây giờ em bảo này, random một trong hai, em đề nghị treo Ali đi. Bởi vì cái chết của thằng Bo là không... À cái chết của ai đi cạnh thằng Bo lúc đấy. Có thể một là Ali giết, hai là thằng Bo giết. Đúng không? Đúng. Chị Ali rồi. Ừ thôi, treo em đi cũng được. Treo đi, mất thời gian quá, chơi game mới đi. À nhưng mà ai còn rung chuông, tao hết mẹ rung rồi. Em còn. Rung đi chơi game mới cho nhanh đi, lâu quá. Lâu quá chị Ali ơi. Thầy. Bắt chị Ali đi mọi người ơi.
Rồi, treo nhanh đi cho mọi người chơi em lâu mà quá. Em mà chết xong rồi mà mọi người vẫn còn chơi tiếp thì vote anh Khôi nha. Ờ, anh Khôi từ lúc mà đi rô là không thấy ai chết nữa rồi đấy. Khôi giả vờ lên đi. Rồi dắt cả làng luôn đi chứ. Mày bị làm sao đấy? Tao mà là vịt. Vịt chắc em cay lắm đấy. Tao mà là vịt thì tao giết thằng Nhím từ lâu rồi, tao viết giết thằng Quang Kẹo với thầy Ô Níp từ lâu rồi. Sao mà giết được em, trời ơi. Tao không cần phải rung chuông để giết Quang Kẹo nhá. Thì vote Bông Mai tại lộ. Câu chuyện hồi nãy á, Huy Huế nhớ không? KL7, bạn tôi Bông Mai đi chung mà đem chết nữa kìa. Nhớ không? Trời, là vote Bông Mai hả? Vẫn là vote Bông Mai. Vote, là vote Ali. Ê Bông Mai, mày thử tự vote vào người mày xem được không Bông Mai? Charlie đẩy kìa, Charlie đẩy kìa. Tôi bắt lật. Em không để bị anh giáp đâu. Em làm wow, em là Dada, treo em để em phải thắng sao lại bất lực. Anh ơi, cái vốt em bị giảm điểm vốt, em bị giảm điểm vốt mọi người ơi. Em bị giảm điểm vốt. Trời ơi. Thấy cái con dịch đi. Dạ được rồi, có khi là phải cho chơi chim cho bồ câu đi. Đúng rồi anh ơi, đứng chung nhau lâu quá, em chỉ bưng em không dám chơi luôn thề. Cho chim chơi chim bồ câu thì mẹ mới giải tán được cái đám đông kiểu như này. Đúng rồi, chơi bồ câu anh ạ. Ừ. Bồ câu được chơi từ 8 người trở xuống. Vì bạn làm sao biết được luôn là 8 người, bồ câu cho chơi luôn từ đầu. À ừ đi. Chơi luôn anh ơi. Cho đỡ đi chung lâu lắm, ai mà biết được. Bây giờ nhiệm vụ thì đéo ai chịu làm, thì bạn chỉ loanh quanh đừng nói chuyện không thì bạn mấy thằng chết chờ lâu vãi cứt. Ngủ ba giấc luôn. Em sẽ chơi chỉ một câu. Một câu. Thật là tuyệt vời. Giải phong ứng một câu. Bông Mai với anh Khôi nè. Rung chung rồi, rung chung rồi, rung chung. Nãy giờ mình thám tử ai được hả Na? Trời ơi, mọi người không có giết người á. Nên là em đâu có kiểm tra mọi người được đâu. Nãy giờ thầy đồng nó không biết, nhưng mà tôi thấy tôi là giết nhất ở đây rồi đó. Đấy là điều chắc chắn rồi đó đúng không? Chuya Chuyo. Ông, còn Hana có vấn đề. Nếu mà nó là thám tử thì cái lúc mà anh với mày mà đi chung mà nó bảo anh với mày giết thầy Onip thì nó phải khám luôn một trong hai thằng đúng không? Đây nó chả khám chả làm gì. Lúc đấy là em chạy xuống là em gặp mọi người, lúc đó là mọi người đâu đấy, có đâu có xác có đó đâu. Em chạy hẳn xuống thì mới thấy cái xác thôi. Nhưng mà 20 giây check một lần. 20 giây được check một lần sao mày không check? Cái chết đấy rồi, con Hana nó có thể chạy ngược lại, chạy lung tung. Ôi hai vốt nhím đà đà cho nó đi mà. Vốt Hana đi. Vốt em cũng được, vốt em cũng được. Còn nếu mà người khác giết đi thì chắc chắn em phải thấy cái người đấy giết. Hai người đi đường đấy rồi làm sao người đấy chạy được? Đúng rồi. Tao thằng Huy chẳng lẽ cả hai đều là vịt à? Em gặp xác xong cái em chạy lên em tìm mọi người nữa thì nó dở là mọi người kia em thấy ba xác không báo nên là em báo xác luôn. Em thấy ai giết không? Chẳng lẽ anh giết? Một người bỏ qua. Em là bộ cấu. Không, lấy phát, những chưa xong. Nhím có chém đéo đâu, thì Nhím không chém. Em Dada mà. Nhím là vịt mà. Em là Dada. Dada legit này. Nhím là fake để mơ sâu vãi đái à. Em fake Dada sâu thế. Đấy, giờ không chịu khó nhận thì mình vote dần thôi, những người không lấy kích thôi. Vốt chúng Dada Nhím. Không thì vốt Nhím rồi xong. Nhím mấy người thôi đi lẻ này. Em là lấy kích rồi, em Dada xuống mình đâm mà. Nhưng mà em vẫn ghi là anh Hiếu nhá. Phải anh là zip nhất ở đây luôn đấy mà. Anh Hiếu còn cái role nào của không role nào chưa được. Trừ kỹ sư ra còn role nào chưa được vô thùng nữa, chỉ có anh thôi. Chẳng có role nào khác chưa được vô thùng hết đó. Em thấy lúc này có một người bấm bỏ qua lúc mà vote Ali ấy thì em nghĩ còn Chim Mừng. Em nghĩ là Bông Mai. Nghĩ là Chim Mừng. Em nghĩ là Bông Mai. Vì kết quả thôi, chỉ có em vote cuối Bông Mai cuối rồi. Thì vote tôi
Anh liệu thật sự là nó không... Nhưng mà Canada chưa chết đi. Canada chưa chết thì Bông Mai nó vẫn phải uy tín chứ. Một cái dữ liệu nó thực sự là có thể fake được ấy anh Huy. Có thể lung tung thu phèo được ấy. Nhưng mà chưa có gì dữ liệu đâu. Có khi nào mà vô thằng nhím đi. Vô thằng nhím đi. Vô thằng nhím đi. Nhanh đi, địch mà cái Fibro này phế quá. Đó, nãy giờ không ai giết người làm sao mà biết được. Ừ, cho mày thắng Canada. Chiến thắng từ thiện luôn mà. Ai mà phách Canada sâu như thế không? Em bảo em là bị gián điệp từ đầu rồi đấy. Tri anh Quang, nói em. Ê đây rồi. À game lâu thật sự. Vô. Nó đéo giết người đi, mẹ nó cứ đi lang thang để nó nói chuyện, mẹ nó. Rồi xem nó nấu hết cả ruột. À đéo phải mày đâu nhỉ bạn, đéo phải mày đâu. Em giết được thầy Onyx. Từ đầu đến cuối giết một mạng à. Hả? Thằng nghe nói bản thân mày giết mày à? Tao hiểu, tao đéo hiểu. Mày đéo làm một cái gì? Gọi tao ra một góc. Mâu thuẫn lâu năm à. Tao vừa trả lời xong nó đi hết luôn cái gì, tao nó chưa hỏi một cái gì cả, nó kiên tao luôn. Em biết là thầy Onip à. Biết tao phải làm gì trong cái trò nữa luôn rồi ấy. Hiếu đéo đứng ở đấy nhở, thì mà Hiếu mới thấy bạn cay như thế nào. Thì bạn là cảnh sát trưởng mà nó dám nhận là nó là cảnh sát trưởng thì bạn chả băm nó. Thì mày có thể hỏi mà, có hai thằng đứng đây chứng kiến mà. Đéo hiểu sao nó là người báo thù nhưng mà nó lại nói là nó là cảnh sát trưởng, nó bảo là nó thích nói thế. Bạn nói chuyện nó cay vãi. Bạn đang bị đi bình thường chung với mọi người mà gọi bạn ra làm gì? Nếu mà bạn là giết được người đúng không thì làm sao bạn đi chung mọi người được? Bạn đã bảo là Khôi ơi đi cùng chiến nè là uy tín được còn gì nữa. Ừ, bạn đéo cãi nhau ở mày nè. Uy tín mà, đi theo mà. Ừ, đi mèo. Xem có hình như có thằng bé đứng ấy nữa, đi cùng mèo tồn. Đâu thầy. Ừ thầy có thầy. Hai ba thằng đứng ở đấy. À, anh em bây giờ để ván nó nhanh hơn, để giải tán đám đông anh em mình nên cho chơi bồ câu để anh em cẩn thận hơn. Đúng. Yeah. Hợp lý đấy anh ơi. Hey, ngồi chơi cả bồ câu nhá. Bồ câu cho mọi người bớt nói chuyện. Yes. Cho mọi người bớt đi chung một nơi. Trùng quá trùng luôn. Rồi ván này bồ câu là các sẽ là phương thanh đổ rồi, chắc luôn. Ôi, đau họng quá. Được rồi. À ôi, mai chắc mất giọng luôn quá. Oh, holy fuck man, Hiếu. Hiếu, trước khi chia tay nhau, Hiếu hãy nhớ một điều, bạn là Canada nhá. Bye bye Hiếu. Ok bạn. Bố ơi, trước khi chia tay nhau, hãy nhớ một điều, ta là Canada nhá. Bye bye mày. Ok anh ơi. Đã, em đau hai mẹ này. Chân sưng to. Ơ, có ám sát không nhỉ? Có ám sát không nhỉ? Không anh ơi. Chỉ có cao thủ tùng tàn tăng hình chất tùng. Cao thủ à? Ngoài là. À, thế rồi, tao là Canada, thằng nào giết tao là chó. Tao là Canada, thằng nào giết tao là chó. Tao là Canada, thằng nào giết tao là chó. Đi thầy ơi. Đi. Đi thầy ơi. Đeo bạc. Thầy ơi. Ơi. Kẻ đeo bám anh số mấy? Quá đi. Số đập đấy. Gà, không nhớ số à? Không nhớ số à? Hả? Lady and gentlemen, em đang trốn trong tủ. Thì có một người tàng hình vào giết Huy Huế. Tên người đấy người ấy màu vàng. Nó con màu vàng tàng hình. Ăn coi. Anh Khôi nào? Cái màu vàng nào? Em màu cam. Màu cam à? Cam. Cam. Cam.
Ba bị đấy. Từ đầu game, game ôi anh Piu, anh đi gặp với anh, có anh Piu gặp ai? Anh Piu gặp những ai anh Piu? Bè nó gặp mỗi là Khôi, quay ơi, nó gặp từ, nó gặp mỗi là Khôi. Không không, còn Ali, nó gặp từ từ. Anh Piu. Tao gặp đầu tiên là gặp nó gặp thầy, tại vì thầy đi qua thì Khôi gặp mẹ mày ra này là một. Thầy hình như là đang đi với lại BC đúng không? Là hai. Đúng. Mà đúng. Tao nhìn thấy Ali là sượt qua, là tao nhìn thấy Ali đấy là ba người tao nhìn thấy chuẩn luôn. Ôi anh nhớ luôn là tên thì đúng là. Còn đứng cạnh Khôi từ đầu đến cuối. Thì là Ali rồi. Cạnh Khôi từ đầu đến cuối. Thì mà vốt đó mọi người. Câu chuyện màu vàng mà. Nghe câu màu vàng. Em chứng minh được, em là cảnh sát trưởng, em là cảnh sát trưởng nha. Em chứng minh được. Em chứng minh được. Đi luôn. Hey. Dịch dịch đừng chém anh Đậu nha, anh Đậu là Canada. Tuyệt vời quá, tự nhiên tao có một kim bài miễn tử. Em legit, em legit. Tao đéo chết được, tao là Canada, tao là Canada, tao là giết tao là chó, tao giết tao là chó. Ơi. Em bảo em bảo. Cái gì? Em. Cái gì? Sao có nhiều nhỉ? Tôi là anh của hai thằng đệ nhá, hai thằng đệ tình nhân đây. Em là bông mai. Cái gì? Ai? Tôi bảo là nghi ngờ Ali đúng không? Thầy ơi, ai cũng được. Vì gì thôi, vì Ali gì thôi. Ôi. Giết tao đi, tao là Canada, chúng mày giết tao đi, giết tao đi, thằng nào giết tao là chó, thằng nào giết tao là chó. Có xác từ từ nhá mọi người. Nếu mà có. Cái này. Ai chém đi. Này tao để... đi được mày không? Tao à? Mày ai ai chém đi để em khám này. Ôi. Sao à, sao? Piu 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 về tao bảo. Piu 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 mày đứng ở đây, mày đứng đúng cái thảm này. Mày đứng ở đúng cái thảm này nhá. Ờ ok đứng yên đây nhá. Mày nhìn thấy tao không Piu? Piu ơi. Sao mày ngập ngừng thế? Phải nhìn kỹ là tao có nhìn thấy tên mày không chứ. À, có bồ câu đúng vậy. Có bồ câu nhỉ? Bồ câu à? Có bồ câu à? Có bồ câu. Câu nữa. Sao bây giờ sao? Thế mày là gì hả Piu? Tao rôn quan trọng. Tao là rôn mà nếu tao đã theo đuổi thì người ta tao sẽ theo đuổi. Thế bây giờ mày thử theo đuổi tao, tao đi trốn, tao đố mày tìm được tao ok không? Bây giờ ấn từ đây, mày ra một góc này đi. Mẹ với thầy đi ra không ấn vào nhầm vào người. Chết thế. Thật ra thì có mày ở đây, đi hẳn ở đây xem nào. Ấn này. Ấn chưa? Rồi. Rồi nha, rồi. Đây, đợi lúc đố mới tìm được tao. Ô tiện xúc mẹ đi than nhỉ. Mẹ nó là cao thủ ạ. Mẹ nó thề cay thế nhở. À, mẹ đạp vào xác của anh Độ à? Thì anh Hiếu, anh Hiếu ở vừa đi qua đoạn phòng thí nghiệm. Anh Độ là ấy mà. Canada mà. Thì có con cao thủ á. Cao thủ giết thì không bị báo, đúng rồi. Thì... có đi đâu? Anh Hiếu em nghĩ là thầy giết không thầy bị báo luôn. Vì vậy để mà giết vào Canada ít lắm. Em nghĩ anh Hiếu không thể cao tay như thế được. Một người cao tay như này chỉ có thể là anh Hiếu là gì? Anh Hiếu Sam nhau. Anh Hiếu là gì anh Hiếu? Anh Hiếu ơi. Wow. Anh Hiếu bị câm lặng rồi. Gì con làm câm lặng? À không có nhỉ? Có. Anh
không nghĩ là chị Ali sao không? Dada, chắc là Dada. Trời ơi, tao đứng cả một tiếng đồng hồ với lại anh Khôi mà. Thế thằng Dép đi lẻ mọi người ạ. Dép nó đi lẻ, Dép làm gì vậy? Và ai lại nhận luôn luôn này, em số 10 khám giác. Ai nhận không ạ? Hết luôn. Chua luôn, anh Hiếu. Em nghĩ là anh Hiếu không dám nói sợ bị thầy bịt miệng. Vô đi, vột đi, khổ. Kiểu Dada là sao? Anh Hiếu phải nói đã. Xua là cái gì ạ? Xua là gì? Không. Xua là chắc chắn đó. Thầy đơn giản thôi là thầy Vũ Canada hay okay. Là Hiếu. Đấy. Ok, tin thầy. Anh nghĩ là thầy đúng đi. Thôi, tin thầy vậy. Nhưng mà có cao thủ thì cũng nhận nó không báo thật mọi người ơi. Bình tĩnh. Ôi, tạm tin thầy một lần nhá. Sai thầy đền cả làng. Em sai, chắc đầu tôi đi. Thầy lôi cả đầu nó. Ghê vậy. Xin thầy đấy. Ok, sao mày đéo đi tìm tao? Không được chơi game luôn. Ở đâu rồi? Đi mẹ thằng Popo đâu rồi? Popo hả? Đi giết luôn mắn. Vừa đi ra Popo, đi giết luôn mắn. Popo bị Ali anh chém rồi. Phải cả bều. Ê, cái trò khó chơi vãi lộn luôn ý. Ali chém mày, chém Popo rồi. Thấy gãy mà. Tao đang bịt mà nhìn theo độ gì đây, theo kiểu đéo bám xong tìm ấn tiền. Má xui nhở, mẹ muốn bắt mày dưới đây mày chạy nhanh thế. Đứng yên một chỗ mà. Không, đổ cơ. Bắt ai đi bắt tao rồi mẹ. Thì Ali giết Popo rồi, không lẽ mày không đéo quay lại mà phải đi kiếm mày ngay. Đéo biết mày chạy đi đâu, mày trốn kia. Chơi kiểu gì? Tốt chết mày. Tôi đại diện cho luật pháp của Vương quốc Vịt. Tôi hỏi chị Ali với chị Hana số báo danh của các chị và chức năng các chị là gì? Em là thám tử. Em số 9. Mèo ơi. Chị Ali. Em đấy. Mày có thấy Nhím đứng trước mặt mình xong tự nhiên bay đầu chết không? Nhím vừa đứng ở trên mà. Nhím vừa đứng trên mà. Từ từ. Thế thì năm anh em mình lấy chỉ có bà Ali hoặc Hana thôi. Không, Ali đứng cạnh Hana mà. Không, em là thám tử. Kia. Em đi với hoàng mèo. Không, có Nhím chứ. Thế là có Hana. Hana tự nhiên nó bên phải. Ừ, nó có thể chém xuống. Ali là gì? Ali là gì? Thám tử mà. Ali là gì? Ali cũng nhận thám tử nhưng mà có Dada. Không, em không phải là không phải nhận thám tử nha. Em là gì? Ông nhận thám tử bên trên. Chắc chắn là chị Ali rồi. Đây, tôi bảo từ quay trở lại vấn đề để tôi nói mọi người, để tôi nói quay lại vấn đề anh Popo bị giả giọng đoạn đầu nhớ không, thì có gặp Ali, anh Độ và thầy và tôi. Thì bây giờ anh Độ với Popo chết rồi thì có mỗi Ali là con giả giọng thôi đúng không? Còn gì còn ai nữa? Thầy kìa, em đi với hoàng mèo. Thầy là người nổi tiếng. Em là người nổi tiếng mà. Ôi trời. Thầy nói với tôi từ đầu chị ạ. Nghe Đa Đa cho thắng luôn này. Sao rồi? Bất lực. Ủa sao vẫn 4 skip vậy? Sao bảy bỏ qua? Bảy bỏ qua. Bảy hoang mèo với Hana không, bỏ qua. Không. Em có 4. Vụt hết. Bao nhiêu? Hai mèo. Trời ơi, lờ mau thực sự. Tại sao chúng ta lại bị tách ra vậy? Ui. Vừa lúc rung chuông cái là bị bêm luôn. Trong cái lúc đấy. Đâu. Thằng mèo che giấu rồi. Rung luôn. Kiểu gì chết người quả đấy. Hút Ali đi, chắc chắn luôn. Xua quả đấy rồi. Đấy, quên cái sự kiện Ali từ đây. Thầy quá thầy ơi. Ali trước đi. Thầy cũng đi qua cả bằng mèo với Hana đi chung lùa lùa tao với thằng Dép. Không hợp tác. Ali trước đi rồi là ai những ai skip hai tên chạy thì bó thầy đi đúng một round. Nãy là trong năm anh em mà có một người skip mà giờ là tao biết mày rồi mèo mày đi bây giờ mà hòa vote nhá thì là anh bảy ấy, nghĩa là có mùi
Nếu mà Hòa Ali trước đi. Thì là anh Bảy là vết thầy đi mọi người. Tao chỉ có thầy và chị Ali thôi. Vote đi, vote Ali đi, vote Ali đi. Thì vote luôn đi. Ali đi. Còn Ngọc mày nhanh lên. Đấy. Đấy là em chưa định hình lại cái nó là. Tao suy nghĩ kìa. Tao luôn. Nghĩ nghĩ cái gì, bảo vệ cái gì, mày lên thốt nốt. Đúng rồi, đúng rồi, bây giờ vốt đốt con Hana với thằng Hoàng Mèo. Đúng rồi. Em là thằng đến Hoàng Mèo. Thằng Bảy là gì? Thằng Bảy chưa nhận chức năng, thằng Bảy là gì? Em là cái sách trưởng, em là cái sách trưởng. Em vốt mẹ rồi. Ủa? Thấy không? Ủa? Được. Chưa mới ra chưa kịp gì hết trơn là chấp điện thì mày ghê vậy. Đây 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 thằng này coi Hana coi Hana. Để tôi cú đao, tôi cú đao xong rồi. Em là thám tử, em lộ rô với mọi người từ lúc đầu rồi mà mọi người không tin em. Em thôi mày là Hana rồi. Mày đó. Mày rung chuông làm gì? Mày rung chuông làm gì? Nó rung chuông nó không cho em chém. Ờ. Là đó. Ờ. Nhưng mà em không rung chuông đâu, người bắn đấy, đấy. Tôi giết nhầm đi, rồi. Giết nhầm hơi bỏ sót. Ừ, có thể nó đa đa đấy. Cứ rung chung này. Hoặc mèo, mèo mày là gì? Em là phong dân, dân phòng. Thôi nhiêu? Không, tầm này cứ dân phòng. Em là ra đun, em ra đun, dân phòng. Lắm. Số mấy? Số bao nhiêu? Như tầm 12 phải. Tôi tiện vòng này. Tại tiện vòng 12, hình như, tầm đó. Hình như tầm thì mình chọn cái nào là mình phải biết cái đấy anh. Nhưng mà chắc chắn là dân phòng. Anh bảo bây giờ cứ bỏ qua cho thằng Bảy nó chém đúng, Hana với Hoàng qua, Mèo là đúng, xong. Đúng không? Cứ bỏ qua hết đi. Không, cứ đứng tập trung ở phòng chung chung. Nếu có Hana rồi Bảy chém em nếu sai. Em bỏ qua, được, anh đúng em rồi, đi. Đúng, đúng. Xong. 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 Đúng. Hợp lấy. À có bao giờ ba đứa chúng nó chém ba anh em mình không? Không. Thế chịu anh ạ. Khoa này là một vịt rồi. Mình 4 người mà. Mình 2 thôi. Cũng không có cái lô đép nhở? Ừ, chém đấy. Em khám xác là xong. Nếu mà chém đây nhá, anh Bảy chém chuẩn. Đây là gì? Em là khám xác, anh Bảy mà chém Hana mà em khám nó không. Ok. Thôi nha, anh em tập trung lại rồi. Thôi đâu rồi? Ôi giờ nó trốn đi tìm nó vào mắt à? Thầy, anh moi cả chị Ali giờ còn mỗi... Là sao? Từ từ đi. Là thằng Bảy là bốn ông ấy. Phòng thì không vậy? Ông lừa tôi đúng không? Ông không phải trong phòng thì không, tôi biết làm gì có chuyện ông giám hộ đứng nói chuyện với tôi vậy. Đây là một câu hỏi bí mật. Ông phải chắc luôn đây. Nếu như còn những phòng tâm này, ông sẽ ổ, ông phải chắc luôn. Không. Phải trả ra đi, không được mà. Bây giờ nhá, ông có là, ủa, ông còn bấm được sabote không? Ông sabote đây. Để bảo thế bây giờ làm sao một cái nữa. Chứ bây giờ đút, đây là ví dụ tôi là vịt đi, giờ ông đút tôi, rồi ông kêu tôi giúp là thiệt đéo nào. Trời ơi. Đi kiếm Hà Nam mọi người ơi. Mẹ có Hana đâu rồi nhờ? Đẹp mà, mọi người có lại đây Hana không? Hana! Hana tôi xì! Thả tôi ra! Có ai đây có Hana không nhờ? Anh Bảy, vừa thấy anh Bảy đấy. Mà mọi người đâu hết rồi? Hana ơi! Đẹp mà, không thấy ai hết nguy hiểm thật sự thề. Oh shit man! Yeah. Thôi nhỉ. Thôi không có gì đâu, không có gì đâu. Một dòng map luôn ấy, không thấy ai luôn thật thề. Không có gì đâu em ơi. Em đi ra tới phòng cung chung không thấy ai, sao mọi người cung chung được hay vậy? Anh Quang ơi, chắc chắn ấy là chắc là anh nghĩ là anh. Anh là quả vừa rồi là anh ở thế trong và anh cắm mắt vào tổ. Anh là vị cuối. Đúp ra nhá, em bấm nút K7 thôi. Hai người đúng không? Nhà kho nhá, em ra tele, ra phòng đốt em đi đúng một vòng qua phòng thí nghiệm đi qua phòng giặt không giặt, em ra phòng người ung chuông qua phòng sách đi ra tới phòng lâu nhà. Ôi trời, nói ít thôi. Đóng cửa chết. Thôi, thôi vote em đi. Không có ai luôn. Vote em đi.
Vốt em đi. Thầy chắc chắn là thầy luôn. Thì anh chết thầy. Thôi thôi thôi. Em nghĩ là thầy. Thôi để anh. Thôi nghĩ là thầy. Thôi vốt em đi. Không hiểu mọi người nghĩ gì em á. Thôi để anh. Thôi anh xin chúng mày. Để em chết hộ cho. Ui cho tao chết. Tao xin chúng mày. Để tao chết cho. Em muốn chết lắm rồi. Thôi em cũng muốn chết. Ok à, sao vốt thằng bảy? Ok, okay, okay, sao bảo vốt em đấy? Vốt thầy, vốt em. Vốt người tốt lắm em đúng. Ê, luôn á. Trời ơi. Đéo hiểu sao Hoàng Mèo là MVP à, vãi cả cứt. Ảo thật đấy. Dân phòng phê thật. Dân rất phòng phê. Ôi, tao đi ngủ đây, tao nghĩ là tao không hiểu được hết trò chơi này rồi. Tao nghĩ mày nên chơi. Tao nghĩ mày nên chơi xong rồi mày chết mày mới đi ngủ, nó hợp lý. Không, mày đéo mất tao đi em. Đấy, ok thì có vẻ. Bằng cuối, bằng cuối, bằng cuối đi, bằng cuối đi, bằng cuối đi. Anh mới hiểu được. Tao này phải tìm đồng đội codec anh ạ. Ready, ready. Đi một mình không thọ thôi ơi. Đấy. Ai cho anh vô anh làm vịt đi. Ok à? 16 đè. Ừ, hai lần số 8 bao giờ không? À. Mới được làm vịt ván nào luôn á. Ủa chứ gì mà lại ăn cao anh làm vịt đúng không? À đến lượt đâu thầy. Ui giời ơi, số. What? Biết ai luôn đấy. Ai? Anh Huy chắc luôn. Chắc anh Popo. Ôi ôi. Ôi chim bồ câu rồi. Ôi giời ôi. Ôi. Ủa, có bồ câu ạ. Ê, có bồ câu ơi, chúng mày ơi. Tắt bồ rồi. Ok à, mày phải biến ở đâu ra đây? Em đứng trước mặt anh mà. Ok à, sao tao đều thấy nhở? Mày là vì tàng hình đúng không? Trời ơi, gám này làm gì có bị tàng hình anh. Ok em tí. Bao này em lấy kit thật. Ai tự tin lấy kit đi. Anh chạy sát. Đây đây đây. Anh. Ai tự tin lấy kit. Hỏi câu đấy là đúng không? Đây 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 đây. Hỏi đúng anh rồi đấy. Ủa, thế là 6 anh em kết nghĩa đi. Không thể chết. Ơ thằng Gím không đi anh ơi, thằng Gím nó tụt rồi. Đây anh em ra hàng xương nói chuyện. Anh em Gím nó tụt, thằng Gím nó tụt rồi. Đi đi. 5 thằng thì đéo thể chết được đúng không? Ui ôi. Ui, cái gì đấy? Gì đấy? Nào, mọi người thấy anh không kêu gì này. Em phát hiện ra anh Hiếu chém chết ngoài ú như một con gió vậy, em đứng rình mò ngoài, em soi ống nhòm vào lướt qua luôn. Rồi, rồi bùm. Em nói một phát. Mọi người hiểu anh Huy, anh Huy không biết chuyện gì xảy ra, vốt anh Huy cho em. Từ từ đừng có nói. Từ chỗ anh em, chỗ anh em mình cũng có. Chỗ tao có một thằng Huy rất chậm. Đúng. Em đợi, em nhìn mọi người đợi. Thật thế. Nhìn cái đéo không, gì. Không. Nhìn gì. Mày là gì, mày nói đúng đi. Mọi người. Em, dao, xỉa móng. Là cái gì? Cái gì? Cái gì? Là... Nhanh nào. Chim mừng. Bè từ từ nha. Bè vốt thằng Hiếu trước, vốt thằng Hiếu trước đây. Anh Hiếu bị đít. Anh Bảy anh là gì? Anh giết, ai giết được thì giết đi. Anh Bảy là gì? Nhưng mà tí nữa gặp mấy anh em nãy. Thằng Bảy vốt anh đi. Anh nói luôn. Vốt anh Bảy luôn. Công. Pháp ơi. Không. Ủa Pháp Y sao lại vuốt vuốt là cái đéo nào? Vuốt móng thì nó hơi muộn đấy. Không, muộn lắm anh. Còn dao xỉa móng anh. Pháp Y số bao nhiêu?
Ủa? À, chính. Ừ, là đi rồi. Sai. Sai. Nhỉ? Em mới là số 9. Anh Bảy. Ông bốn lắm. Uầy, anh Bảy đây nó đa nhỉ? Ừ, đa đa sao? Trời ơi, có mấy thể số 9 này phải đâm vào trái này. Em bị gián điệp, em bị gián điệp. Em bị gián điệp kìa. Thằng là vô lý. Các ai thì bị yếu ớt thế nào? Mẹ mày tha tao. Tha cái đéo gì? Mày tha là gì? Tao. Mày là gì? Con mẹ mày tránh xa ngoài tao đi. Mày là gì? Con mẹ mày tao đéo biết, tao đéo biết, tao đéo không trả lời đâu cả. Ok. Mày phải nói mày là gì? Con mẹ tao mày... che chở và bảo vệ mày chứ. Không, tao đéo nhu cầu em che chở, tao đéo nhu cầu là bạn với ai cả đi. Để bọn tao bảo vệ mày. Mày là gì? Mày nói đi. Đéo cần cút. Không, tao đéo không được đâu. Mẹ mày. Ê, từ từ, có bồ câu, có bồ câu nha anh em. Có bồ câu ấy. Từ từ đã. Đứng yên đi. Có một câu nha. Thôi, bẻ ra. Chỉ có bạn với mày thôi. Hãy đi ra một chỗ vắng. Để tao với mày tâm sự để bạn chữa lành cho mày. Tao ổn, tao ổn. Em kể ra cái câu chuyện này thì nó thực sự rất là đau lòng ấy. Thằng Bô nó đuổi theo em. Nó bảo em là hãy tin bạn, hãy tin bạn. Xong em trả lời nó rất dứt khoát là không, không tin, không tin, bạn là vịt. Xong rồi em quay lại thì nó chết. Thật sự là em là sao? Đấy nhá. Anh thằng bông mai, thế là thằng bông mai giết bố rồi, bông mai là kẻ đẳng cấp nhất tỉnh. Bông mai nó thấy em với Ali được chung phòng riêng, xong nó cắn em đi ra cái nó bọc bố luôn. Tại à, em thấy bố đang đứng ở đó, thì nó là kẻ đẳng cấp nhất tỉnh. Ai à, ui ui, rửa cho tôi cái nỗi oan này. Tôi chỉ không này là gì bông mai? Có bông mai mà nguyên một cục em là kẻ rình mò, em nói từ đầu em thấy anh Hiếu chém chết. Ai Ali đang rình nè. Vâng, từ từ, vừa ra bông Minh đã bảo em là kẻ dính mò rồi. Nên em nghĩ là vừa ra mà fake luôn từ đầu như thế thì hơi khó để đúng, bông Minh đấy. Tại vừa spawn ra. Trên cơ sở đó, từ những dữ liệu vừa phân tích thì thằng Huy là thằng bịa chuyện, mày phải chết. Không, em là Linh nhận kẻ dính mò. Đây, 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 không phải. Đây, em bảo em là tên Linh, em bảo Huy Huế trông cho em. Em vừa xuất hồn, em vừa nghe được câu chuyện của anh Bobo với anh Boy vừa nói xong. Nói cái gì? Em không biết. Em vừa nói rồi, gì? Hai anh đang với nhau xuống phòng học đúng không? Tinh linh số bao nhiêu? Tinh linh số bao nhiêu? Em không biết. Tên là số 14. Có nhiêu mà đúng anh? Đi sao? Sao mua đâu? Em không biết là người bị chuyện là cần vote anh ơi. Giữa đường. Để cho cái làng mình đoàn kết, mình phải vote. Huy Huế là gì? Là ngỗng à? Quá. Em là ngỗng. Thế thì có. Em biết mua anh mua. Sao anh da đen cũng nhận là ngỗng? Hả? Anh da đen là bồ câu đấy. À. Đúng. Đúng rồi. Tại vì anh cạnh thầy thì anh da đen nhận tôi là ngỗng mà. Em là ngỗng nhưng mà thiếu ba gang thôi ơi, có ba gang nữa. À thế em. Mười ba gì đấy, không nhớ lắm đâu. Nghe uy tín. Thầy là gì? Nhà thầy lại còn điều tra tôi, nó thầy là gì? Thầy là gì? Thầy là gì thầy? Em là vịt đấy. Hả? 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 Đùa thôi. Vịt. Mày à, mày chôn Việt Nam à? Mày là gì đấy? Mày là gì mày chém được đấy? Em cảnh sát trưởng, số 5. Từ từ từ. Tôi là báo thù, em chém được một người này. Chém em, chém ai không? Chém đi đấy. Ai giết em? Ố. Đừng ra trong này là được anh ạ. Em là vịt. Ai giết em thì là người đấy. Thôi. Em cảnh sát trưởng số 5 ra đùm ra le git luôn đấy. Ồ. Thế thầy đúng là vịt thật à? Chết mẹ. Vịt của thầy ba. Nghe ủa chuyên Việt Nam từ từ nha, từ từ nha, thế từ từ. Thế con Hana là gì? Ơi, bấm em là, em là thám tử. Khoan từ từ em là thám tử. Em bấm nhầm nút y. Mày thám mày tử khám à? Đi. Mày khám xác đi. Mày khám xác đi. Thế bây giờ mày check cái dép xem nào, xem mặt gì nào. Mày check cái dép xem. Mày check tao ra mặt gì? Ơi, đặt sao mình có ăn quan kẹo. Mày check thằng dép xem mặt gì? Đéo liên quan. Check đi. Em mặt trắng anh ơi. Ờ, vô lý. Đi, cho nó đi. Cho đi luôn. Cho đi luôn. Khuôn đá 34. Khuôn đá 34 giây từ từ. Ý không nhưng mà em. Trong cái lúc mọi người đang tranh cãi với nhau, em chạy ra thì lại có một cái xác ở cái chỗ hành lang đấy. Cái hành lang này chết chóc thật sự. Ai vừa đi cùng ở ngoài nhá, ai vừa lại tách lẻ ra nhím. Ồ, thằng nhím, đúng, thằng nhím. Thằng nhím. Đúng, nhím đấy, đúng, nhím. Cái gì đây, cái gì đây? Thằng nhím nó bảo nó Canada, thằng nhím nó bảo nó Canada đấy, cẩn thận. Canada. Trời ơi, cảnh sát trưởng làm việc đi. Ủa, Canada đi cực thần gì anh? Ơ, sao nó cười nhỉ?
Một là nhím, hai là anh vút cả quăng thôi. Anh vút cả quăng đâu nhỉ? Anh xuống luôn, lúc đấy anh xuống dưới luôn. Chỗ phòng giặt em đi cùng ai? Không, anh chả đi cùng ai cả. Loại trừ thôi mọi người ơi. Thôi, quăng kẹo ơi, mày là gì mày nói xem à. Em là người báo thù. Ai, số bao nhiêu, số bao nhiêu, số bao nhiêu? Số bao nhiêu? Số bao nhiêu? 13. Ôi sao là vừa em xuống phòng giặt mà. Cái tình tiết này của em là phải đưa vào gala cười ở năm Giáp Thìn đấy. Nhưng mà năm anh em phải sang năm chứ. Năm nay hết gala cười. Năm là năm đéo gì nhỉ? Nhưng mà ông Mai report xác hơi nhiều nha. Anh Kim. À, anh mà nhưng mà không phải là em giết nha. Em hay chọn vịt thật, nhưng mà hôm nay em số to, làm sao em chọn được vịt? Thì có Kim thôi mà, không có em đâu. Ủa, vote nó đi, đủ ma, vote tặng quá kẹo đi. Thì vote nha, không sợ Dada đâu, vote thôi. Không chém nó thật nhím á, nhím á. Ga là cười. Địt có mẹ nó ngáo lắm rồi chúng mày ạ. Cười. Hóa kiếp rồi thôi. À, ông mày không thể Canada được mày, chắc chắn có vấn đề. Anh bảo nhím ạ. Lắm mày ơi. Anh bảo dạ. Tất cả những cái người đang đấu tranh để giết mày chỉ có mỗi mình anh tin mày thôi. Ôi. Đi. Mẹ nó, Canada thật chúng mày á. Nếu hiểu sao nó ngáo ấy, liền tao là dân phòng tao băm nó luôn. Hỏi nó Canada xịt. Ok. Nó ngáo quá đi, nó cứ ngồi cười cười mẹ. Mẹ hỏi ta khôi xem. Sao? Đúng. Trông đừng ngứa mắt cực. Quả đấy em bị bất ngờ, em sửa băm cách để em băm anh ấy mà không được ấy. Ok, sao luôn băm tao? Tao dân phòng mày. Thì em báo anh luôn. Anh dân phòng của mày đây. Ờ, số 8. Số 8. Anh Khôi là cảnh sát trưởng á? Khôi là người báo thù. Không. Khôi người báo thù. Từ từ, thế thằng Bung Mai là gì nhỉ? Anh Quang đây. Thì dính mò. Cái gì? Anh ơi. Thế còn anh Popo thôi, anh sao mà người không ảnh Popo là gì? Ờ, thế thằng Pew là gì? Tao không có câu trả lời nào cho câu hỏi trên. Tao giúp anh nói thế là anh chết đấy. Anh nói thế là anh chết. Tao là không hại ai, tao không đi cạnh ai. Tao cũng chưa xuất hiện ở một chỗ nào có xác chết cả. Nhưng mà anh là gì? Tao bồ không câu rồi. Bảo vệ ai, tao cũng không đi cạnh ai, đứng cạnh ai. Không, nó không phải ma sói đâu anh ạ. Mệt vãi luôn. Thôi, anh bỏ qua đi. Về đây thằng Quang đen này, thằng Quang đen là gì đây? Anh ấy bảo là ngỗng ba gang. Em là ngỗng ba gang mà. Ngỗng ba gang đéo tao đi lẻ thế, đéo thế đi mọi người. Ủa, em vẫn đi chung với anh Khôi, mọi người vẫn đi tìm anh Khôi đấy, vẫn đi thằng bếp đấy. Có, em thỉnh thoảng vẫn thấy Quang yên tâm. Huy là gì anh Huy? Em vẫn đi hai người mà. Huy là gì ạ? Anh Pew không vote gì. Ơi. Ngỗng thường. Em đã ngỗng từ đâu mà. Còn con Hana nhận là thám tử. Có khúc mắc gì ở đây rồi. Em là Git. Mít lờ. Chào được rồi, mẹ phải chạy vào góc đi xuống chạy lấy cơm kìa nào. Câu. Tao đi ngủ nhá. Tao có việc, tao phải đi off cái nhá. Bye bye nhá. Anh ấy bảo anh bố không làm gì ai cả. Em nghi bồ câu em chém thì đúng chết thật, trong đi ngủ luôn rồi. Còn mẹ ông anh đéo được chơi, đi ngủ luôn. Tôi xuống lấy đồ rồi các bạn ơi. Nhưng mà tôi phải chém thôi, không biết được đợi anh loại trừ đến bao giờ. Trời ơi, lúc đấy mày từ từ là tao chém được thêm một người đấy. Dạ, lúc đấy mất điện luôn. Anh Hiếu là bị đít rồi nào quá. Thế mà bây giờ từ từ vẫn còn phải vote, tức là vẫn con người. Thế thì anh từ tiệp lại rồi. Anh Hiếu một vịt này, anh Bobo một vịt này, thì lúc nãy một ai nữa là một vịt nữa nhỉ? Thì là ba vịt rồi đấy. Anh Po là ấy là bồ câu. Bồ câu em nghĩ thế. Ờ. Anh ấy bảo là anh Po. Em nghĩ là chỉ còn con Hana, Bông Mai hoặc là Huế rồi. Còn một vịt thôi, còn một vịt thôi. Ăn chứ, ăn ba gam chả lấy gít tí nào. Mày, bây giờ mày thử ra giết tao đi xem được không?
Em lấy ghi tên nhận từ đầu rồi mọi người ơi. Sao mày ba chữ thám tử được, thôi vốt nó đi mọi người. Mày bắn đeo là cũng điện thám tử thề. Tại tại luôn tên luôn thám tử là luôn. Tao cho mày đi luôn. Tất cả là thám tử. Mày không, mày không có bài gì khác à hả? Thám tử số mấy? Cho nó đi luôn. Phòng này không cần thám tử. Nhưng mà nó là sự thật. Nhưng mà nó là sự thật, thám tử ngon rồi nên em chọn thám tử. Bạn này có đa đa không ta? Cái giọng cười của mày đã tố cáo mày rồi. Mày vừa cười một cách rất không bình thường. Cứ cho nó đi, nó lọc dần dần anh ạ. Nào cũng những thám tử thì chơi kiểu gì? Nào thám tử. Ai có vịt nhờ xác nhận bao gian chít. Ai bỏ qua cái con chim ưng à? Ai bỏ qua cái con chim ưng à? Sao ngoài chết à? Kỳ lạ ghê. Tí nữa là em tao chết rồi đấy. Anh... buồn cười lắm. Trong bóng tối. Anh Độ. Trong bóng tối. Gì mà em gọi cho em đi cùng với mà anh không trong bóng tối cùng. Có tiếng của Quang gọi anh Mói cho em đi cùng với anh Mói. Quang mất tinh đấy, Quang mất tinh đấy. Cái này Quang mất hay tin rồi. Quang này như lắp đèn pha hay sao? Em nghĩ là cái lúc đấy anh ấy nhận ngỗng thật nhưng mà về sau anh ấy sửa được ấy anh Khôi ạ. Đúng rồi. Anh ấy rapper mà anh biết được lyric anh ơi. Bây giờ vấn đề nhá. Bây giờ vấn đề là anh Độ chạy lướt qua tôi thì tôi lấy tên thì tôi gọi. Đấy. Còn tôi là ngỗng ba gang legit, bây giờ mọi người vote chết tôi thì trận đấu vẫn tiếp tục. Cái bài ngỗng ba gang của anh em có thấy một lần rồi. Không, từ đừng vote vậy, đừng vote vậy. Nó đúng ấy, lúc nó nhìn thấy tao là lúc ấy là chưa tắt điện thật. Bây giờ thằng Huy mới là cái thằng đáng nghi nhất này, chưa rồi cái thằng Huy mà bon mồm như thế, chỉ có khi là nó vai xấu nó mới bon mồm như thế thôi. Từ từ đã. Thằng vai tốt không bao giờ là bon mồm như thế. Thằng Dep cũng là thằng đáng nghi này. Giờ đéo biết nó mẹ mày cảnh sát trưởng thật hay không? Em cảnh sát từ thế thì anh nghi ba người rồi đó, nghi nhiều quá. Thế thằng Bung Mai anh cũng dân phòng, nó là thằng thứ anh dân phòng cũng nghi anh á. Hay là anh nhiều quá lắm. Anh dân phòng fake thì sao? Trời ơi, thế bây giờ nhảy đi. Để thằng Dep chém anh đi, nếu như cả hai thằng cùng chết thì chứng tỏ là ông thế không được trong sạch. Thế lại không được. Sao lỗ vậy? Ừ thế là lỗ không được, không chém được 100%. Em không thể chém thế luôn. Có người có thể test được. Đúng, nếu mà test em đề nghị test anh Da Đen với cả Huy Huế chứ em không biết test anh Da Đen với cả Chim Bưng nhá. Cũng đúng rồi, hiểm nhất là lý. Tại vì anh chém trước mặt em không thể nào anh chém kiểu bừa bãi được. Em nghĩ là anh Khôi đấy. Bây giờ nhá, nếu mà chém em lại Khôi. Nơi anh Khôi diễn lắm, anh Độ ơi. Bây giờ từ, bây giờ mày nhìn. Nhìn có tao. Cái đoạn anh Khôi diễn cục lúc mất điện ý. Diễn như nào? Anh ý ui các kiểu ý. Tức là nó hơi bị hoảng hốt quá đúng không? Đúng rồi, bây giờ thằng Dep nó mà chém em ấy. Anh. Đây em nó mà chém em mà không nó mà không chết thì nó là cục nhanh độ. Bây anh bảo chém thằng Khôi. Chém thằng Khôi, test thằng Khôi. Test thằng Khôi. Giờ ấy. Sao không phải anh với em ngốc đường. Anh với em là không biết Khôi. Đúng. Anh với em đi. Tao cũng đéo giết được, tao dân phòng. 100% vào đây. Em chém được 2 con hay mày thua là cái này rồi em nhá. Ok. Như đã làm em làm hết bổn phận nhá. Rồi trên cơ sở đó. Ừ. Đúng. Đó. Phi vào đi. Em bảo mà. Ui. Mày hợp lý em ơi. Tôi chả đúng rồi. Sao anh em mình nghi ngờ lẫn nhau nhỉ Huy nhỉ? Thì đấy giờ thì em mình không còn nói gì luôn em rồi. Đấy cũng còn giết người được cơ. Tao em Khôi là giết em rồi. Nghĩ mày cả làm mới tin tao. Nãy anh Khôi nhận là ấy à, báo thù à. Ừ anh nhận báo thù rồi. Mẹ thế em nhận báo thù chứ. Rồi là tá này. Mày có mỗi cái bài nhận thám tử thề. Nhận khác